Xin được chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đời Đất Đà Nẵng. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Xin chúc cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một tuần mới gặt hái nhiều thành công và hạnh phúc. Phía trước màn hình đây là trường Đại học Duy Tân, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Và video ngày hôm nay kênh xin review giới thiệu đến cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một lô đất nằm trên mặt tiền đường Hòa Minh Thảo, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Rất là gần với trường Đại học Duy Tân, rất sầm uất, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, quán xá, quán ăn rất là nhiều quý cô chú anh chị ạ. Đường Hòa Minh Thảo là đường liên thông với đường Lê Hiến Mai, kết nối từ quận Liên Chiểu sang quận Cẩm Lệ, rất thuận lợi kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Và để xem lô đất này có những điểm gì nổi bật, dân cư ở ra làm sao, vị trí nó như thế nào, xin mời tất cả quý cô chú anh chị và các bạn xem đất thực tế để tham khảo ạ. Từ vị trí lô đất thì cách Đại học Duy Tân khoảng 150m thôi quý cô chú anh chị. Đường Hồ Minh Thảo là đường 15 lề 4m, thông thoáng sạch đẹp, thuận lợi vừa ở vừa kinh doanh, thì nó rất là gần với trường Đại học Duy Tân. Hiện tại là lúc 8:30, lúc mà sinh viên vào học nên đường xá nó còn vắng. Phía trước màn hình đây là lô đất đang chào bán đây quý cô chú anh chị ạ. Lên số nhà là 58, đường Hồ Minh Thảo, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Khu vực đông dân cư, an ninh rất là tốt. Phía trước là dự án New City, cục đất vàng đây quý cô chú anh chị. Đường Hồ Minh Thảo là đường 10,5 lề 4m, thông thoáng sạch đẹp, thuận lợi vừa ở vừa kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Lên số nhà 58, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Lô đất này có diện tích là 125m², chiều ngang 5m, chiều dài 25m. Pháp lý sổ hồng riêng chính chủ, sẵn có thể mua bán giao dịch trong ngày. Đất cao ráo không bị ngập lụt. Từ vị trí lô đất thì cách Đại học Duy Tân khoảng 150m, cách bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 1km, cách trung tâm hành chính quận Liên Chiểu khoảng 2,5km, cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 3km. Trong vòng bán kính 2km trở lại thì có rất là nhiều tiện ích như là trường học, nhà hàng, cặn chờ, bệnh viện và một số trường đại học lớn, Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa, Đại học Sư phạm. Hiện tại lô đất này đang chào bán với giá là 4.500.000.000 đồng, gặp trực tiếp chủ nhà, thương lượng mạnh mẽ, pháp lý sổ hồng riêng chính chủ. Quý cô chú anh chị quan tâm mua đầu tư, mua ở hay giới thiệu bạn bè là người thân thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Xin cảm ơn ạ.